Chào các em thân mến, trong buổi học hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau thực hành phương pháp giải giảng toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian. Thì có thể nói cái giảng toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian là một cái bài toán hết sức cơ bản, là bài toán cơ sở, bài toán nền đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái chương quan hệ vuông góc. Bởi vì sao? Bởi vì giải quyết tốt được bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì chúng ta sẽ giải quyết tốt được bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng trong không gian. Và giải quyết tốt được bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, chúng ta sẽ giải quyết tốt được bài toán chứng minh hai mặt phẳng vuông góc mà chúng ta sẽ học ở phần sau. Và vì lý do đó cho nên cái bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra và bài thi của các em. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như thế, qua bài học này, thầy trò chúng ta cố gắng đạt cho được các mục tiêu quan trọng sau. Cái mục tiêu thứ nhất là chúng ta phải nắm vững được cái phương pháp giải toán. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải nắm, các em phải nắm cho được để chứng minh một đường thẳng vuông góc như một mặt phẳng thì chúng ta phải làm như thế nào. Và cái mục tiêu quan trọng thứ hai đó là giải thành thạo giải toán. Điều đó có nghĩa là các em phải vận dụng được phương pháp để giải quyết cho được bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung bài học. Chúng ta giải quyết mục tiêu thứ nhất đó là phương pháp giải toán. Thì về mặt phương pháp mà nói, để chứng minh đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P, chúng ta có thể sử dụng một trong các cách sau. Cách thứ nhất là chứng minh đường thẳng D vuông góc với hai đường thẳng A và B, mà hai cái đường thẳng AB này thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hai đường thẳng AB này phải cắt nhau, và điều kiện thứ hai là hai đường thẳng AB này phải cùng nằm trong mặt phẳng P. Thì khi đó chúng ta sẽ suy ra được đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P. Cách thứ hai là chúng ta chứng minh đường thẳng D này song song với một đường thẳng A, và đường thẳng A này vuông góc với mặt phẳng B, thì chúng ta cũng kết luận được đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Cách thứ ba là chúng ta chứng minh đường thẳng D vuông góc với một cái mặt phẳng Q, và mặt phẳng Q này nó song song với mặt phẳng P, thì khi đó chúng ta cũng kết luận được đường thẳng D nó sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Ở trong phần này các em có một cái chú ý là thầy sắp các cách 1, cách 2 và cách 3 là theo thứ tự ưu tiên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi sử dụng phương pháp này để giải quyết bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng thì các em hãy ưu tiên nghĩ đến cách thứ nhất trước. Chừng nào chúng ta sử dụng cách thứ nhất không được thì chúng ta hãy nghĩ đến cách thứ hai. Và chừng nào sử dụng cách thứ nhất và thứ hai không được thì các em hãy nghĩ đến cách thứ ba. Và cũng xuất phát từ cái định nghĩa một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì nó sẽ vuông góc với tất cả mọi đường nằm trong mặt phẳng, dẫn đến một hệ quả là chúng ta cung cấp cho chúng ta một cái cách thức để chứng minh hai cái đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian khá hiệu quả. Đó là để chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian, chúng ta có thể chứng minh cái đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng chứa đường kia hoặc là ngược lại. Như vậy là qua cái phần phương pháp này, chúng ta cố gắng nắm cho thầy hai vấn đề cơ bản sao. Vấn đề thứ nhất là ba cái cách để chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng theo thứ tự ưu tiên mà thầy đã sắp xếp. Vấn đề quan trọng thứ hai là cái phương pháp để chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian, là ta chứng minh đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng kia hoặc là ngược lại. Bây giờ chúng ta đi sang cái mục tiêu thứ hai, đó là vận dụng phương pháp để thực hành giải toán. Và chúng ta bắt đầu với bài tập thứ nhất là cho tứ diện ABCD có AC bằng AD, BC bằng BD, gọi Y là trung điểm CD. Câu A, chứng minh rằng đường CD vuông góc với mặt ABI. Và câu B, gọi H là hình chiếu của A lên BI, chứng minh rằng đường AH vuông góc với mặt BCD. Thì giải quyết một bài toán hình học không gian thì như chúng ta đã biết sẽ có ba cái thao tác chính. Cái thao tác thứ nhất là chúng ta sẽ đọc đề. Đọc đề để làm gì? Để chúng ta biết đề cho chúng ta cái gì và yêu cầu chúng ta giải quyết vấn đề gì. Và vấn đề thứ hai, cái thao tác thứ hai đó là thao tác vẽ đúng cái hình. Thì đây là một cái thao tác hết sức quan trọng, bởi vì theo quy ước trong hình học không gian, nếu chúng ta vẽ cái hình mà không đúng thì coi như người ta không chấm điểm bài của mình, có nghĩa đồng nghĩa là mình bị không điểm. Và cái hình ta cho đây là cái tứ diện ABCD. Thì để vẽ cái tứ diện ABCD này, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ cái đáy. Chúng ta có thể xem cái đáy nó là BCD. Ta dựng cái tam giác BCD. Ta lấy đỉnh A bên ngoài mặt phẳng đáy, là bên ngoài mặt phẳng BCD. Ta nối A với các đỉnh của đa giác đáy, thì chúng ta được tứ diện ABCD. Và chúng ta lưu ý đây, cái đường BD bị che khuất bởi hai cái mặt A
BC và mạng ACD. Cho nên theo quy ước nó được biểu diễn bằng nét đứt đoạn. Cái Y là trung điểm của CD. Thì chúng ta sẽ lấy Y ngay chính giữa CD. Trong hình học không gian thì tính chất trung điểm được bảo toàn, cho nên chúng ta sẽ chấm Y ngay chính giữa CD. Các em lưu ý điều này. Cái đường AI nằm ở trên mặt trông thấy, cho nên được biểu diễn bằng nét liền. Cái đường BI bị che khuất, cho nên biểu diễn bằng nét đứt đoạn. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong thao tác thứ hai. Và bây giờ chúng ta sang thao tác thứ ba là thực hiện các yêu cầu đề nêu. Ở đây có hai yêu cầu. Chúng ta thực hiện yêu cầu A là chứng minh đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng ABI. Ở đây là một bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc và mặt phẳng. Thì như phương pháp hồi nãy chúng ta đề cập thì chúng ta sẽ có 3 cách. Nhưng chúng ta sẽ ưu tiên thực hiện cái cách thứ nhất. Đó là chứng minh đường thẳng vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt phẳng. Thì trong cái bài toán cụ thể này, cái đường thẳng D của chúng ta chính là cái đường CD. Còn cái mặt phẳng P chính là cái mặt ABI. Vậy theo phương pháp ở cách 1, thì để chứng minh CD vuông góc với mặt ABI, chúng ta sẽ chứng minh CD vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt ABI. Hay nói một cách khác hơn là chúng ta sẽ tìm trong cái mặt ABI hai đường thẳng cắt nhau mà cùng vuông góc với CD. Thì để làm chuyện này, chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta quan sát, bước thứ nhất, chúng ta quan sát trong cái mặt ABI, chúng ta xem có những đường cơ bản nào. Thì chúng ta thấy trong cái mặt ABI nó sẽ có 3 cái đường cơ bản, đó là đường AB, đường BI và đường AI. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ lựa hai cái đường trong mặt phẳng này để chứng minh nó vuông góc với đường CD. Thế cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn là gì? Thì tiêu chí ở đây để chúng ta lựa chọn là chúng ta sẽ lựa những cái đường mà có mối liên hệ gần gũi với đường CD. Thế đây chúng ta thấy trong ba đường này thì cái đường AB á, nó là chéo nhau với đường CD. Cho nên rõ ràng cái mối liên hệ giữa đường AB với đường CD không thể gần gũi bằng đường AI và đường BI. Là hai cái đường có chung điểm Y với đường CD. Do đó chúng ta sẽ lựa hai đường trong mặt phẳng AB, đó là đường AI và đường BI. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cố gắng sử dụng giả thiết đề cho để chúng ta chứng minh cho được CD vừa vuông với AI đồng thời cũng vuông với BI nữa là xong. Và căn cứ vào giả thiết thì chúng ta có cái tam giác ACD này cân tại A, ACD cân tại A, bởi vì giả thiết đề cho AC bằng AD. Y là trung điểm CD, cho nên AI trở thành đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh của tam giác cân. Cho nên nó cũng chính là đường cao, do đó CD sẽ vuông góc với AI và AI nằm trong mặt phẳng ABI. Chúng ta đặt đây là một. Và cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta có cái mặt, có cái tam giác BCD cân tại B, bởi vì ta có BC bằng BD. BI là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh của tam giác cân, cho nên nó cũng chính là đường cao. Do đó chúng ta có CD sẽ vuông với BI và BI nằm trong mặt ABI. Chúng ta đặt đây là 2. Như vậy là từ 1 và 2, chúng ta đã chứng minh được đường CD vừa vuông góc với mặt phẳng, vừa vuông góc với đường AI, đồng thời cũng vuông góc với đường BI, là hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng ABI. Như vậy theo cách 1, chúng ta suy ra được CD vuông góc với mặt ABI. Để tiếp tục thực hành phương pháp giải toán, chúng ta sang câu B. Thì ở câu B người ta gọi H là hình chiếu của A lên đường BI, có nghĩa là sao? Có nghĩa là AH của ta nó sẽ vuông góc với BI. Và nhiệm vụ của mình lúc này là chứng minh cái đường AH vuông góc với mặt BCD. Lại là bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Như vậy chúng ta sẽ ưu tiên cho cách thứ nhất, là chúng ta cố gắng chứng minh cho được cái đường AH vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt BCD. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng tìm cho được hai cái đường cắt nhau nằm trong mặt BCD và chứng minh cho được nó vuông góc với AH. Thầy làm lại chúng ta xem chỗ này. Bước đầu tiên chúng ta sẽ kiểm xem trong cái mặt BCD coi có bao nhiêu đường cơ bản. Thì chúng ta dễ thấy trong cái mặt BCD nó sẽ có 4 cái đường cơ bản, đó là đường BC, đường BI, đường BD và đường CD. Thế trong 4 cái đường cơ bản này chúng ta sẽ cố gắng lựa cho được hai cái đường mà để chứng minh vuông góc với đường AH, tức là nó có mối liên hệ gần gũi với đường AH.
Như theo công A chúng ta thấy cái đường đầu tiên chúng ta dễ phát hiện đó là chính là cái đường BI. Bởi vì sao? Bởi vì nó có mối liên hệ gần với đường AH, là nó có cái điểm chung với đường AH. Và nếu các em chịu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy cái đường thứ hai đó, có mối liên hệ gần gũi với AH, đó chính là đường CD. Bởi vì ở trong câu A chúng ta đã chứng minh được CD nó vuông góc với mặt ABI. Do đó CD nó sẽ vuông góc với tất cả mọi đường nằm trong mặt này, dẫn đến nó sẽ vuông góc với AH. Cho nên CD nó sẽ có mối liên hệ gần gũi với AH, đó là mối liên hệ vuông góc. Cho nên lúc này chúng ta chọn hai đường nằm trong mặt BCD để chứng minh vuông góc AH, chính là đường BI có mối liên hệ điểm chung với đường AH và đường CD có mối liên hệ vuông góc với đường AH. Như vậy công việc còn lại chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng giả thuyết đề cho kết hợp với lý luận để chúng ta kết thúc bài toán. Vậy là chúng ta có H là hình chiếu của A lên BI, nên AH sẽ vuông góc với BI và BI nó nằm ở trong mặt phẳng BCD. Chúng ta đặt đây là một. Mặt khác chúng ta lại có CD vuông góc với mặt ABI. Chuyện này chúng ta đã chứng minh ở câu A, chúng ta tạm gọi là chứng minh trên. Mà AH lại nằm trong mặt ABI, cho nên AH sẽ vuông góc với CD và CD nằm trong mặt BCD. Chúng ta đặt đây là 2. Như vậy là từ 1 và 2 theo cái cách 1 thì chúng ta suy ra được AH nó sẽ vuông góc với mặt BCD, bởi vì AH đã vuông góc với hai đường khác nhau nằm trong mặt BCD, đó là BI và CD. Như vậy là qua bài tập 1 này chúng ta rút ra một điều: để chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì thông thường chúng ta sẽ chứng minh đường thẳng đó vuông góc với hai đường khác nhau nằm trong mặt phẳng. Và vấn đề quan trọng hơn là làm sao để chúng ta tìm được hai đường thẳng khác nhau nằm trong mặt phẳng và để chứng minh nó vuông góc với đường thẳng đã cho. Thì chúng ta nhớ cái tiêu chí để chọn hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng là hai đường thẳng phải có mối liên hệ gần gũi với đường thẳng đã cho, đó là mối liên hệ có điểm chung hoặc là mối liên hệ vuông góc với đường thẳng đã cho. Chúng ta tiếp tục với bài toán thứ hai là cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA vuông góc với mặt ABCD, gọi H là hình chiếu của A lên FB. Câu A chứng minh rằng BD vuông góc với mặt SAC. Câu B chứng minh rằng đường AH vuông góc với đường SC. Thì bài toán đây cho chúng ta cái hình chóp có đáy là cái tứ giác ABCD là hình vuông. Như vậy để vẽ hình chóp này, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái đáy của nó, đó là cái hình vuông ABCD. Và theo quy ước thì cái hình vuông trong không gian chúng ta vẽ nó bằng cái hình bình hành. Hai đường chéo của nó lần lượt là AC và BD. Và cũng do cái SA vuông góc với mặt ABCD, cho nên để xác định S qua A, chúng ta dựng cái đường thẳng đứng và chúng ta lấy đỉnh S trên đó. Chúng ta nối S với các đỉnh của đa giác đáy, còn lại chúng ta được hình chóp SABCD. Ở đây chúng ta có cái lưu ý là do SA vuông góc với mặt ABCD, cho nên khi dựng hình chúng ta lưu ý chúng ta phải dựng SA thẳng đứng. Đây là cái quy ước trong việc dựng hình. Và do SA vuông góc mặt đáy, cho nên SA nó sẽ vuông góc với cả hai đường AB và AD. H là hình chiếu của là A lên SB, thì chúng ta dựng điểm H tùy ý ở trên SB, chúng ta nối AH lại. Ở đây chúng ta lưu ý nét đứt nét liền trong quá trình chúng ta dựng hình nhé các em. Bây giờ chúng ta đi vào giải quyết yêu cầu thứ nhất là chứng minh đường thẳng BD vuông góc với mặt AC. Đây là bài toán quen thuộc mà chúng ta đã giải quyết hai lần ở câu 1 rồi. Vậy cái kinh nghiệm để cái phương pháp giải toán chúng ta đã cũng khá thạo, và kinh nghiệm giải toán chúng ta đã khá thạo. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Như vậy chúng ta sẽ ưu tiên cho cách 1. Để chứng minh BD vuông góc với mặt SAC thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện chứng minh BD vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt SAC. Tức là chúng ta phải cố gắng tìm cho được hai cái đường nằm trong mặt SAC mà có cái mối liên hệ gần gũi với BD. Thì theo cái dấu hiệu thầy chỉ hồi nãy đó, chúng ta sẽ lựa những đường mà có cái giao điểm với đường thẳng đã cho, hoặc là có mối liên hệ vuông góc với đường thẳng đã cho. Như vậy với cái kinh nghiệm chọn đường như thế thì chúng ta thấy ở trong cái bài toán này chúng ta chọn trong mặt SAC hai đường nào mà có nhiều khả năng vuông góc với BD. Thì chúng ta dễ thấy cái đường thứ nhất đó chính là đường AC, bởi vì nó có mối liên hệ là có điểm chung với đường BD. Và cái đường thứ hai đó chính là đường SA, bởi vì sao? Bởi vì đường SA có mối liên hệ là vuông góc với đường BD. Như vậy hai đường chúng ta đã lựa chọn là SA và AC rồi.
Như vậy công việc còn lại chúng ta là sẽ sử dụng giả thuyết để giải quyết bài toán. Vậy chúng ta có BD vuông góc với AC, AC lại nằm trong mặt SAC, chúng ta đặt đây là 1. Mặt khác chúng ta lại có đường SA vuông góc với mặt đáy ABCD, cho nên SA nó sẽ vuông góc với mọi đường nằm trong mặt đáy, mà BD nằm trong mặt đáy. Như vậy chúng ta sẽ có BD vuông góc với SA, SA lại nằm trong mặt SAC, chúng ta đặt đây là 2. Như vậy là từ 1 và 2 chúng ta suy ra được BD nó sẽ vuông góc với mặt SAC theo cách 1. Chúng ta sang tiếp ý B là chứng minh đường AH vuông góc với đường AC. Đây là bài toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian. Thì trong phần phương pháp chúng ta đã đề cập rồi. Muốn chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian thì phương pháp hữu hiệu là chúng ta lựa chọn là ta sẽ chứng minh cái đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng chứa đường kia hoặc là ngược lại. Như vậy, theo cái phương pháp ta vừa đề cập thì ở đây để chứng minh cái đường AH vuông góc với đường thẳng AC, chúng ta sẽ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chúng ta chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng chứa đường AC. Và giải pháp thứ hai là chứng minh đường AC vuông góc với mặt phẳng chứa AH. Do có hai giải pháp nên chắc chắn sẽ có cái giải pháp tối ưu. Như vậy chúng ta sẽ lựa giải pháp nào? Thì cái việc lựa giải pháp nào là hoàn toàn do cái giả thuyết đề cho quyết định. Như vậy ở giả thuyết đề cho chúng ta thấy là do H là hình chiếu của A lên SB nên chúng ta đã có AH vuông góc với SB rồi. Mà SB này lại là một đường nằm trong mặt SBC, và mặt SBC lại chứa cái đường AC. Như vậy có rất nhiều khả năng cái đường AH nó sẽ vuông góc với mặt SBC mà mặt SBC nó lại chứa đường AC. Như vậy chúng ta sẽ lựa giải pháp thứ nhất là chúng ta sẽ lựa giải pháp chứng minh đường AH vuông góc với mặt phẳng chứa AC. Như vậy bài toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc lúc này trở thành chứng minh đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng SBC. Là bài toán quen thuộc mà chúng ta đã giải nãy giờ. Thì chúng ta dễ thấy rằng AH đã vuông góc với SB theo giả thuyết để cho SB nằm trong mặt SBC. Như vậy nhiệm vụ của mình là chỉ cần tìm thêm một đường nằm trong mặt SBC để chứng minh vuông góc với AH là được. Nhưng trong hai đường còn lại SC và BC thì chúng ta chỉ còn một quyền lựa chọn, đó là lựa chọn đường BC. Bởi vì SC là cái đích cuối cùng để chúng ta chứng minh nó vuông góc AH, chúng ta không thể lựa chọn được. Như vậy bài toán lúc này trở thành chứng minh đường AH vuông góc với đường BC, là bài toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian. Chúng ta lại có hai cái lựa chọn nữa, đó là thứ nhất là chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng chứa BC, và giải pháp thứ hai là chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng chứa AH. Nhưng chúng ta thấy rằng chắc chắn chúng ta không thể lựa được cái giải pháp chứng minh AH vuông góc mặt phẳng chứa BC được. Cho nên chỉ còn lại giải pháp là chứng minh BC vuông góc với mặt phẳng chứa AH. Đó chính là mặt phẳng SAB. Và chúng ta có cái đường BC này nó vuông góc với đường AB, bởi vì hai cạnh liên tiếp của hình vuông thì nó sẽ vuông góc với nhau. Và cái đường AB này nằm trong mặt SAB. Ta lại có cái đường BC này vuông góc với đường SA. SA nằm trong mặt SAB. Bởi vì SA này nó vuông với mặt đáy, theo giả thuyết đề cho nên sẽ vuông với mọi đường nằm trong mặt đáy. Do đó nó sẽ vuông với BC. Thế từ hai cái điều này dẫn đến chúng ta kết luận được BC nó vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt SAB, đó là đường SA và đường AB. Cho nên chúng ta có BC vuông với mặt SAB. Mà BC đã vuông với mặt SAB thì theo định nghĩa nó sẽ vuông với tất cả mọi đường nằm trong mặt SAB. AH nằm trong mặt SAB, cho nên AH nó sẽ vuông góc với BC. BC lúc này lại nằm trong mặt SBC. Như vậy chúng ta đặt đây là 2. Như vậy từ 1 và 2 chúng ta rút ra được điều gì? Từ 1 và 2 chúng ta đã chứng minh được AH vuông góc với hai đường SB và đường BC cắt nhau cùng nằm trong mặt SBC. Cho nên theo cách 1 chúng ta suy ra được AH sẽ vuông góc với mặt SBC. Mà trong mặt SBC này lại chứa cái đường SC. Như vậy chúng ta có được AH vuông góc với SC. Chúng ta kết thúc việc chứng minh bài toán. Như vậy là qua cái câu B này chúng ta thấy một điều rằng thực chất việc chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian là bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian. Do đó nếu chúng ta giải quyết tốt được bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian thì chúng ta sẽ giải quyết tốt được bài toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian.
Các em thân mến, qua việc giải hai bài tập 1 và bài tập 2 thì hy vọng rằng sẽ cung cấp cho chúng ta cái phương pháp giải toán, cái kỹ năng giải toán cũng như cái kinh nghiệm giải toán để giúp các em giải quyết tốt hơn cái bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng trong không gian, cũng như bài toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian. Và phần còn lại của buổi học hôm nay thì muốn gửi đến chúng ta một cái bài tập để các em có thể tự rèn luyện ở nhà. Đó là cho cái hình chóp SABCD có mặt đáy ABCD là hình thoi, SA vuông góc với mặt ABCD. Gọi IK lần lượt là hai cái điểm thuộc SB, SD, sao cho cái tỷ số SI trên SB bằng SK trên SD. Câu A chứng minh rằng cái đường BD vuông góc với đường SC. Và câu B chứng minh rằng đường IK vuông góc với mặt SAC. Các em ghi lại bài tập để chúng ta về nhà luyện tập nhé. Thì ở cái bài tập này, người ta cũng cho mình cái hình chóp có đáy là tứ giác. Và tứ giác đáy này là cái hình thôi. Cho nên về mặt dựng hình, nó cũng cơ bản giống như cái bài tập 2 của chúng ta. Chúng ta sẽ dựng cái đáy nó trước, đó là cái hình thôi. Ta quy ước dựng bằng hình bình hành. Và chúng ta xác định đỉnh S, chúng ta nối S với các đỉnh của mặt đáy. Chúng ta có S A vuông góc mặt đáy, dựng S A thẳng đứng, S A vuông B, AB và AD. Nhưng trong cái phần dựng hình này, thầy có cái lưu ý là trong cái quá trình dựng cái điểm Y và điểm K thì chúng ta thấy do cái tỷ số XY nè trên SB nè, XY này trên SB và XK trên SD nó bằng nhau, cho nên theo định lý Thales trong cái tam giác SBD thì chúng ta sẽ có IK nó song song BD. Cho nên khi dựng hình chúng ta lưu ý phải dựng cho được cái đường IK phải song song với BD. Nếu chúng ta dựng mà không song song là coi như hình chúng ta sai và chúng ta sẽ không có điểm trong bài tập này. Thì bài toán này nó có hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là yêu cầu chúng ta chứng minh đường BD vuông góc đường AC, là một bài tập giúp chúng ta củng cố và rèn luyện lại cái phương pháp giải toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian. Thì để chứng minh hai đường thẳng vuông góc nhau trong không gian thì chúng ta có hai giải pháp. Chúng ta sẽ chứng minh cái đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng chứa đường kia hoặc là ngược lại. Như vậy ở đây chúng ta lựa giải pháp nào? Thì trong cái kinh nghiệm giải toán thầy đã chỉ chúng ta rồi. Ở đây chúng ta sẽ lựa giải pháp nào đây? Chúng ta sẽ lựa giải pháp là chứng minh BD vuông góc với mặt SAC chứa đường AC. Bởi vì sao? Bởi vì BD nó đã vuông góc với AC. Theo tính chất hai đường chéo của hình thoi thì nó sẽ vuông góc với nhau. Còn ý còn lại ý B là đề yêu cầu chúng ta chứng minh đường thẳng vuông góc mặt SAC. Tức là giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng giải bài toán chứng minh một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng. Nhưng mà lúc này chúng ta thì về mặt phương pháp á, thì chúng ta thấy là chúng ta cần cố gắng chứng minh cho được IK này nó vuông góc với hai đường khác nhau nằm trong mặt phẳng SAC. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái tình huống này IK nó nằm chơi vơi ở giữa thế này. Cho nên việc tìm ra hai cái đường thẳng trong cái mặt phẳng SAC để có mối liên hệ cắt với đường IK hay là có mối liên hệ vuông góc đường IK thì thật không dễ dàng mà. Như vậy trong cái tình huống này cái cách thứ nhất coi như là kém khả thi. Mà không khả thi thì chúng ta hãy nghĩ đến cái cách thứ hai như trong cái phương pháp thầy đề cập thứ tự ưu tiên. Đó là gì? Đó là chúng ta cố gắng chứng minh cho được IK này nó song song với một đường mà đường thẳng đó nó lại vuông góc với mặt SAC coi như là xong. Và nếu chúng ta dựng hình đúng thì chúng ta sẽ dễ phát hiện được rằng cái đường IK này nó song song với cái đường BD mà đường BD nó đã vuông góc mặt SAC rồi. Do đó để giải quyết câu B này chúng ta chỉ cần chứng minh IK song song với BD là xong. Các em thân mến, với cái bài tập rèn luyện thầy vừa giới thiệu cho chúng ta kèm với hướng dẫn cũng đã kết thúc lại nội dung của bài học hôm nay. Như vậy qua bài học hôm nay thầy yêu cầu chúng ta cần nắm một số vấn đề quan trọng sau. Vấn đề thứ nhất là phải nắm cho được cái phương pháp chứng minh một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Thì trong phần này thầy yêu cầu chúng ta nắm được 3 cách để chứng minh một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng theo thứ tự ưu tiên của nó. Và cái vấn đề quan trọng thứ hai đó là cái phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian. Thì để chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian thì chúng ta sẽ chứng minh đường thẳng này vuông góc với một mặt phẳng chứa đường kia hoặc là ngược lại. Và vấn đề quan trọng thứ ba là các em cố gắng về nhà làm lại các bài tập mà thầy trò chúng ta đã sửa. Để làm gì? Để chúng ta khắc sâu thêm cái phương pháp giải toán, để chúng ta khắc sâu thêm cái kỹ năng giải toán và kinh nghiệm giải toán. Và vấn đề quan trọng thứ tư là các em cố gắng hoàn thành bài tập tự luyện thầy vừa giao cho chúng ta kèm theo hướng dẫn giải. Để làm gì?
để chúng ta củng cố thêm phương pháp giải toán, củng cố thêm kỹ năng và kinh nghiệm giải toán. Chúc các em vui khỏe và học tốt. Thân ái chào các em.